Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình cấp 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, tham mưu phê duyệt hơn 200 hồ sơ xác định giá đất, trình phê duyệt 28 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, phối hợp giải quyết vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, tham mưu tỉnh thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 2021-2025 và thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu năm 2023, Sở quan tâm giải quyết các vấn đề về xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vi phạm về đất đai, giải phóng mặt bằng, tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung lựa chọn các vấn đề lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để xử lý, giải quyết dứt điểm hiệu quả, đánh giá hiện trạng sử dụng đất ngầm trên địa bàn tỉnh để có phương án quản lý hiệu quả, tiến hành khảo sát đánh giá trữ lượng tài nguyên đất, cát để có phương án cấp phép khai thác theo đúng quy định của pháp luật.